kính chào quý vị đến với bản tin ngày 26 tháng 8 hôm nay. Mời quý vị theo dõi một số tin đáng chú ý như sau. Thủ tướng Trudeau nói rằng các cuộc sơ tán ở Kabul sẽ kết thúc trong những ngày tới khi Tổng thống Biden bất chấp lời cầu xin gia hạn. Báo cáo cho thấy Ontario sẽ không đạt được miễn dịch cộng đồng cho đến khi tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Thủ tướng Trudeau hứa sẽ tăng thuế đối với các ngân hàng lớn và các công ty bảo hiểm của Canada. O'Toole tiết lộ kế hoạch giải quyết vấn đề về sức khỏe tâm thần do Covid-19 gây ra. Canada giành cứu đúp huy chương đồng tại Thế vận hội Paralympic Tokyo. Các nhà nghiên cứu Anh cho biết khả năng bảo vệ vaccine Covid sẽ mất dần trong vòng 6 tháng. Các nước phương Tây chạy đua để hoàn thành công tác sơ tán tại Afghanistan. Các chuyên gia trong nhóm của WHO cho biết việc tìm kiếm nguồn gốc Covid-19 đã bị đình trệ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và vạch ra các chiến thuật bắt nạt của Trung Quốc, mở văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội và tặng một triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam. Tàu chở hàng không người lái, không khí thải đầu tiên trên thế giới sẽ ra khơi ở Na Uy. Tuấn Liêm, Hoàng Anh xin kính chào quý vị và cảm ơn quý vị đến đây để theo dõi bản tin của Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị cho chúng tôi một like, đừng quên comment và chia sẻ cho nhiều người xem. Và đồng thời chúng tôi cũng kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay kế bên để theo dõi các video tiếp theo. Xin cảm ơn quý vị. Sau đây, Hoàng Anh sẽ mở đầu với bản tin chi tiết. Thủ tướng Justin Trudeau cho biết, quá trình di tản của Canada ở Afghanistan sẽ kết thúc trong những ngày tới khi người dân Afghanistan tiếp tục tập trung tại sân bay Kabul để chạy trốn khỏi Taliban. Thủ tướng Trudeau cho biết, trong những ngày tới, Canada sẽ làm mọi cách có thể để đưa càng nhiều người ra khỏi Afghanistan càng tốt. Vào thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Canada là ông Hajit Sajjan xác nhận, quân đội Hoa Kỳ phải là nhóm cuối cùng rời khỏi Afghanistan. Điều này có nghĩa là Canada cũng sẽ phải rút bớt quân đội của mình vào thời điểm đó. Và với thời hạn rút quân của Hoa Kỳ là ngày 31 tháng 8 sắp đến gần, Canada đang gấp rút đưa mọi người đến nơi an toàn. Bộ trưởng Ngoại giao ông Mark Gano cảnh báo rằng tình hình hiện tại ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng. Ông Gano cho biết Canada và nhóm 7 quốc gia G7 sẽ cảnh báo mạnh mẽ Taliban trong các cuộc đàm phán diễn ra vào những ngày tới rằng họ không được ngăn cản người Afghanistan rời khỏi đất nước hơn 2.700 người đã được lực lượng Canada bay ra khỏi Kabul trong những tuần gần đây và các nỗ lực bổ sung đang được tiến hành. Theo Bộ trưởng Quốc phòng, một máy bay quân sự với 535 người di tản đã bay khỏi thủ đô Afghanistan hôm thứ Ba, đánh dấu chuyến bay di tản lớn nhất của Canada cho đến nay. Đó chỉ là một trong số rất nhiều máy bay quân sự cất cánh khi những người di tản xếp hàng trên đường băng tuyệt vọng chạy trốn khỏi đất nước trong bối cảnh Taliban tiếp quản Tuy nhiên, ông Cano nói rằng mọi nỗ lực di tản đang phải chạy đua với thời gian. Tổng thống Hoa Kỳ ông Joe Biden hôm thứ Ba cho biết ông sẽ tuân theo thời hạn cuối cùng vào ngày 31 tháng 8 để rút quân đội Hoa Kỳ khỏi Afghanistan. Bất chấp sự thúc giục của các nhà lãnh đạo đồng minh nhằm gia hạn quá trình di tản, Quyết định này được đưa ra khi Taliban cảnh báo rằng họ coi thời hạn đó là lằn ranh đỏ. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Chachan, vì quân đội Hoa Kỳ đang lãnh đạo nhóm 13 quốc gia tạo nên một cây cầu hàng không quốc tế, cho phép người Afghanistan bay ra khỏi sân bay Kabul, nên việc rút quân của họ sẽ đồng nghĩa với quân đội của những nước khác sẽ phải kết thúc nhiệm vụ của mình. Trước đó, thì Canada đã cam kết đưa hơn 20.000 người từ Afghanistan vào nước này. Tuy nhiên, tiến độ vận chuyển người từ Afghanistan bắt đầu chậm. Trả lời cho tình trạng này, Thủ tướng Trudeau chỉ ra rằng Taliban là trở ngại lớn nhất đối với tiến độ di tản nhưng những người làm nhiệm vụ trên mặt đất nói rằng, việc thiếu thông tin liên lạc của Canada là một vấn đề lớn hơn nhiều đối với những người Afghanistan đang tìm kiếm sự an toàn. Số người qua biên giới trên bộ vào Canada đã tăng hơn gấp đôi trong tuần đầu tiên mà người Mỹ đã được tiêm chủng đầy đủ, được phép nhập cảnh vào đất nước này cho mục đích không thiết yếu. Theo thống kê của chính phủ Canada, có 218.732 khách du lịch phi thương mại đã nhập cảnh vào Canada bằng đường bộ từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 8. Con số này bao gồm cả người Canada và người Mỹ, tức là tăng 111% so với tuần trước đó khi biên giới vẫn đóng cửa với người Mỹ và tăng gần 200% so với 74.562 người đã qua biên giới trong cùng tuần đó vào năm 2020. Tuy nhiên, con số đó thấp hơn nhiều so với 1,4 triệu du khách đã đến Canada trong tuần đó vào năm 2019. Khu vực có số lượng người qua biên giới vì lý do thương mại hoặc phi thương mại lớn nhất là tỉnh Ontario, chiếm 206.783 người trong số những người nhập cảnh từ Hoa Kỳ. Khu vực Thái Bình Dương có số lượng khách du lịch lớn nhất tiếp theo với lượng khách thương mại và phi thương mại đến Canada đã tăng 79%. Tỷ lệ khách du lịch tăng nhiều nhất là ở khu vực Đại Tây Dương, nơi lưu lượng khách thương mại và phi thương mại đã tăng 89%. Xin quý vị lưu ý, khi vào cửa khẩu Canada, chúng ta phải thực hiện đúng xét nghiệm COVID-19 theo yêu cầu của Canada, nếu không có thể bị phạt 5.700 đô la mỗi người. Du khách Canada đã bị phạt 5.700 đô la mỗi người vì đã làm sai xét nghiệm Covid-19 khi trở về Canada từ Hoa Kỳ. Cô y tá Brittany North từ Vancouver đi du lịch đến Los Angeles của Hoa Kỳ. Trước khi bay trở lại về Canada, cô đã đi làm xét nghiệm Covid-19 và kết quả là âm tính. Cô nói rằng giấy tờ kết quả xét nghiệm của cô đã được kiểm tra tại sân bay Los Angeles và cô ấy được phép bay về Canada. Trong một tuyên bố thì hãng hàng không Air Canada nói rằng hành khách có trách nhiệm bảo đảm họ đáp ứng tất cả các yêu cầu nhập cảnh và có tất cả các giấy tờ du lịch hợp lệ bao gồm giấy chứng nhận sức khỏe cụ thể cần thiết để nhập cảnh vào đất nước. Air Canada cung cấp thông tin chi tiết trên trang web của mình và liệt kê các loại xét nghiệm hợp lệ cho các điểm đến cụ thể. Thế nhưng, chỉ khi hạ cánh xuống Vancouver, cô Brittany mới biết rằng Loại xét nghiệm Covid-19 mà cô đã thực hiện ở Hoa Kỳ là không hợp lệ ở Canada. Lưu ý, Canada chỉ chấp nhận xét nghiệm PCR. Vì vậy, cô Brittany đã bị phạt 5.700 đô la. Brittany không phải là du khách duy nhất đã làm sai xét nghiệm. Ông Roger Edison, 77 tuổi, cùng vợ Linda đến thăm con trai của họ ở Portland, bang Oregon, cặp đôi sống ở thành phố Mississauga, tỉnh bang Ontario. Nhưng bay qua tuyến sân bay quốc tế Vancouver, họ đã nghĩ mình đã làm đúng xét nghiệm vì đã yêu cầu xét nghiệm PCR tại một hiệu thuốc ở Hoa Kỳ. Khi hạ cánh xuống sân bay Vancouver, các quan chức y tế nói rằng xét nghiệm này là sai và họ đã bị phạt số tiền khổng lồ là 11.500 đô la. Tôi hoàn toàn kinh ngạc, ông nói với CTV News, đối với hai người già sống bằng lương hưu, điều này thật là điên rồ. Trong một tuyên bố, Bộ Y tế Canada nói rằng du khách có trách nhiệm phải biết các quy tắc, nhưng tất cả những người mà đã nhận vé phạt do không tuân thủ đều có cơ hội tranh chấp các khoản phí của họ. Cả cô Brittany và ông bà Ederson đều tranh cãi về khoản tiền phạt của họ và tin rằng các sĩ quan nên xem xét khi nào nên phạt tiền. Cô Brittany cũng nói rằng cô ấy lẽ ra không nên được phép cho lên chuyến bay nếu tờ xét nghiệm của cô là không hợp lệ. Một báo cáo của tỉnh bang Ontario cho thấy tỉnh này sẽ không đạt được miễn dịch cộng đồng cho đến khi tiêm vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Một báo cáo của Cơ quan Y tế Công cộng Ontario cho biết cần ít nhất 90% tỷ lệ dân số tiêm chủng vaccine COVID-19 để đạt được khả năng miễn dịch cộng đồng và vaccine sẽ cần được tiêm cho trẻ nhỏ. Báo cáo cũng chỉ ra rằng hiện tại trẻ em dưới 12 tuổi không đủ điều kiện để tiêm vaccine. Điều này làm cho mục tiêu đạt được tỷ lệ cao như vậy rất khó hoặc không thể thực hiện được. Báo cáo cho biết thêm, dự báo tình hình đại dịch vào mùa thu là phức tạp bởi một số yếu tố, như cách người dân Ontario sẽ thực hiện khi các hạn chế được dỡ bỏ hoàn toàn và khi nào trẻ nhỏ sẽ đủ điều kiện để tiêm vaccine. Đồng thời, báo cáo cũng đề cập rằng tỷ lệ tiêm vaccine toàn cầu thấp cùng với việc gia tăng du lịch trong nước và quốc tế đến và đi từ Ontario cũng sẽ là thách thức đối với khả năng đạt miễn dịch cộng đồng. Ngoài ra cũng theo báo cáo này, kế hoạch mở cửa trở lại bao gồm 3 bước của Ontario, ban đầu dựa trên biến thể Alpha là biến thể B117, kế hoạch đó yêu cầu 75% dân số đủ điều kiện phải được tiêm chủng đầy đủ, điều mà Ontario đã đạt được và tất cả 34 đơn vị y tế công cộng của địa phương phải có ít nhất 70% dân số đủ điều kiện được tiêm chủng đầy đủ. Để chuyển sang bước 3 và tất cả các đơn vị đã đạt được ngưỡng đó, ngoại trừ khu vực Hoddimen, Norfolk có 69% dân số đã tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, báo cáo cho biết với biến thể Delta, các ngưỡng đó phải cao hơn việc trẻ em dưới 12 tuổi vẫn chưa đủ điều kiện tiêm chủng vào đầu mùa thu cùng với khả năng bùng phát dịch trên diện rộng vì sự lây lan của biến thể Delta tăng lên dự kiến sẽ có tác động đáng kể trong các môi trường nhà trẻ, trường học và các khu vực trước và sau giờ học. Trẻ em dưới 12 tuổi sẽ có nguy cơ nhiễm bệnh và lây lan cho những người lớn tuổi mà không được tiêm chủng đầy đủ trong cộng đồng, cũng là những người có nguy cơ bệnh nặng. Thủ tướng Trudeau hứa sẽ tăng thuế đối với các ngân hàng lớn và các công ty bảo hiểm Canada. Vào thứ tư, nhà lãnh đạo của Đảng Tự do Justin Trudeau cho biết, chính phủ tái đắc cử của ông sẽ tăng thuế doanh nghiệp đối với các công ty dịch vụ tài chính lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất của Canada để bù vào các chi tiêu cho chương trình hỗ trợ nhà ở trị giá hàng tỷ đô la mà ông đã hứa trước đó. Ông Trudeau cho biết, các ngân hàng và công ty bảo hiểm lớn của Canada đã phục hồi sau cuộc khủng hoảng Covid-19 tốt hơn so với các công ty trong bất kỳ ngành nào khác. Vì vậy, họ nên trả nhiều tiền thuế hơn để bù đắp chi phí cho các chương trình hỗ trợ sau đại dịch đầy khát vọng của chính phủ cam kết này được đưa ra trong thời kỳ các ngân hàng của canada đang báo cáo lợi nhuận hàng quý với mức tăng đáng kể kinh ngạc nhờ vào việc rút bớt vốn dự trữ của năm ngoái dành cho các khoản lỗ có thể có vì đại dịch ngoài ra các ngân hàng cũng đang nắm giữ một lượng tiền mặt lớn vì các cơ quan quản lý đã tạm thời ngăn họ phân phối thêm tiền cho các nhà đầu tư thông qua cổ tức và việc mua lại cổ phiếu Thủ tướng Trudeau nói rằng nếu tái đắc cử thì chính phủ của ông sẽ tăng thuế thu nhập doanh nghiệp thêm 3% từ 15% lên 18%. Đối với tất cả các khoản thu nhập ngân hàng và bảo hiểm trên 1 tỷ đô la để phục vụ cho kế hoạch nhà ở của chính phủ, bao gồm hỗ trợ tài chính mua nhà cho người dân, thúc đẩy nguồn cung cấp nhà và thiết lập các điều lực về quyền của người mua nhà nhằm ngăn cấm các hoạt động bất động sản như là đấu thầu ẩn dạch. Ông cũng cho biết một khi chính phủ tự do được bầu lại cũng sẽ thiết lập một thứ gọi là cổ tức phục hồi của Canada buộc các tổ chức tài chính trên phải đóng góp nhiều hơn trong 4 năm tới cho sự phục hồi của Canada. Mặc dù thông tin chi tiết về khoản cổ tức này vẫn còn rất ít, đảng tự do cho biết số tiền mà các ngân hàng và các công ty bảo hiểm phải trả sẽ được quyết định với sự tham vấn của giám đốc của các tổ chức tài chính trong những tháng tới và sẽ được tính trong khoảng thời gian 4 năm. Dựa theo đó thì hai sáng kiến về nhà ở và tăng thuế sẽ tạo ra tối thiểu là khoảng 2,5 tỷ Mỹ kia mỗi năm trong vòng 4 năm tới, bắt đầu từ năm tài chính 2022-2023. Đảng Tự do cũng hứa sẽ tăng cường quyền hạn của cơ quan tiêu dùng tài chính liên bang của Canada để giám sát tốt hơn các khoản phí ngân hàng quá mức được tính cho khách hàng và bảo đảm chi phí của các biện pháp thuế doanh nghiệp mới sẽ không được chuyển đến cho người tiêu dùng. Ông Erin O'Toole tiết lộ kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe tâm thần do Covid gây ra. Nhà lãnh đạo đảng bảo thủ Erin O'Toole hôm nay đã công bố kế hoạch hỗ trợ cho những người dân Canada đang phải vật lộn với chứng trầm cảm, lo âu và các tình trạng sức khỏe tâm thần khác. Đây là một chương trình trị giá hàng tỷ đô la cam kết giải quyết một vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch chỉ vào số liệu thống kê từ Trung tâm Hỗ trợ Cai nghiện và Sức khỏe Tâm thần, gọi tắt là CAMH. Ông Ochoa nói rằng một phần năm dân số Canada đã có kết quả dương tính với các triệu chứng trầm cảm, lo âu hoặc rối loạn căng thẳng sau chấn thương. Ông cũng cho biết hệ thống chăm sóc sức khỏe không được trang bị tốt để giải quyết tình trạng đau đớn về tinh thần ở mức độ cao như vậy. Ông O'Toole cam kết sẽ tăng khả năng thanh toán của cơ quan thanh toán y tế Canada lên 6% mỗi năm trong 10 năm tới, nghĩa là sẽ bơm 60 tỷ đô la vào các cơ quan y tế cấp tỉnh và giúp tăng cường hỗ trợ sức khỏe tâm thần. Để giúp đỡ các cộng đồng bản địa đang đối mặt với những thách thức đặc biệt, ông O'Toole đã hứa tài trợ thêm 1 tỷ đô la trong vòng 5 năm cho các chương trình điều trị ca nghiện ma túy và sức khỏe tâm thần của các cơ quan tại First Nation, Métis và Inuit. Để khuyến khích người sử dụng lao động bổ sung bảo hiểm sức khỏe tâm thần và kế hoạch phúc lợi cho nhân viên của họ, chính phủ của đảng bảo thủ sẽ cung cấp khoản tín dụng thuế 25% trong 3 năm để bù đắp bất kỳ chi phí bổ sung nào phát sinh. Thêm vào đó thì chính phủ của ông cũng sẽ cung cấp 150 triệu đô la tài trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức từ thiện thực hiện các khóa đào tạo về sức khỏe tâm thần. Ông O'Toole cho biết thêm, chính phủ của đảng bảo thủ cũng sẽ tạo ra một đường dây nóng gồm 3 chữ số để phòng chống tự tử, tử trên toàn quốc. Cập nhật tình hình COVID trên Canada Tính tới ngày 25 tháng 8 vào lúc 17 giờ 30 Canada báo cáo có thêm 1.550 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca COVID-19 của Canada lên mức 1.477.536. Trong số đó có 24.742 ca còn bệnh và tổng số tử vong là 26.853 ca cho đến nay đến hôm nay Canada đã tiêm hơn 51,9 triệu liều vaccine phòng ngừa Covid-19 với trên 27,5 triệu, tức là khoảng 72% dân đã được tiêm ít nhất một liều vaccine và 24,4 triệu, tức là khoảng 64% đã tiêm đầy đủ hai liều. 82,8% người dân đủ điều kiện trên 12 tuổi đã tiêm một liều vaccine, trong khi 73,5% đã tiêm cả hai liều. Ontario báo cáo có 660 ca nhiễm COVID-19 mới và một ca tử vong vào hôm thứ tư, đã tăng mạnh so với ngày trước đó với 486 ca. Nhưng nhiều xét nghiệm hơn đã được xử lý. Tổng số ca nhiễm toàn tỉnh hiện là 561.297 ca. Quebec báo cáo 550 ca bệnh mới, một ca tử vong và phần lớn các ca COVID-19 mới ở Montreal hiện có liên quan tới biến thể Delta. Và giám đốc y tế công cộng của Montreal cho biết điều đó dẫn tới việc virus lây lan nhanh hơn và mạnh hơn so với mùa thu năm ngoái. Manitoba có 105 ca bệnh và một ca tử vong. Newfoundland và Labrador có hai ca bệnh. Nova Scotia có 7 ca bệnh mới và một ca tử vong. New Brunswick có 10 ca. Một bản đánh giá sức khỏe toàn diện nhất vừa được công bố cho thấy, hơn 700 triệu người bị huyết áp cao không được điều trị. Số người trưởng thành trong độ tuổi từ 30 đến 79 bị huyết áp cao đã tăng từ 650 triệu lên 1,28 tỷ người trong 30 năm qua. Theo phân tích toàn cầu đầu tiên về các xu hướng phổ biến, phát hiện, điều trị và kiểm soát tăng huyết áp do Đại học Imperial London và Tổ chức Y tế Thế giới và được xuất bản ngày hôm nay trên tờ The Lancet gần một nửa số người này không biết mình đã bị tăng huyết áp huyết áp cao làm tăng đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim não và thận và là một trong những nguyên nhân gây tử vong và bệnh tật hàng đầu trên toàn thế giới có thể dễ dàng phát hiện bệnh này thông qua việc đo huyết áp tại nhà hoặc tại trung tâm y tế và thường có thể được điều trị hiệu quả bằng các loại thuốc có chi phí thấp Nghiên cứu được thực hiện bởi một mạng lưới các bác sĩ và nhà nghiên cứu toàn cầu, bao gồm giai đoạn từ năm 1990 đến năm 2019. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu đo và điều trị huyết áp từ hơn 100 triệu người, từ 30 đến 79 tuổi ở 184 quốc gia. Đây là một bản đánh giá toàn diện nhất về các xu hướng tăng huyết áp toàn cầu cho đến nay. Bằng cách phân tích lượng dữ liệu khổng lồ này, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng có rất ít thay đổi trong tỷ lệ tăng huyết áp nói chung trên thế giới từ năm 1990 đến năm 2019, nhưng gánh nặng đã chuyển từ các quốc gia giàu có sang các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình. Tỷ lệ tăng huyết áp đã giảm ở các nước giàu có, hiện nay thường có tỷ lệ thấp nhất, nhưng đã tăng lên ở nhiều nước có thu nhập thấp hoặc trung bình. Kết quả là Canada, Peru và Thụy Sĩ có tỷ lệ tăng huyết áp thấp nhất trên thế giới vào năm 2019 trong khi một số tỷ lệ cao nhất được thấy ở Dominican Republic, Jamaica và Paraguay đối với phụ nữ, và ở Hungary, Paraguay và Ba Lan đối với nam giới. Mặc dù tỷ lệ bị tăng huyết áp ít thay đổi kể từ năm 1990, nhưng số người bị tăng huyết áp đã tăng gấp đôi lên 1,28 tỷ người. Điều này chủ yếu là do sự gia tăng dân số và người cao tuổi. Năm 2019, hơn 1 tỷ người bị tăng huyết áp, tức là 82% tổng số người bị tăng huyết áp trên thế giới là sống ở các nước có thu nhập thấp và trung bình. Mặc dù có thể chẩn đoán dễ dàng bệnh tăng huyết áp và tương đối dễ dàng để điều trị tình trạng này bằng các loại thuốc chi phí thấp, nhưng nghiên cứu đã cho thấy những lỗ hổng đáng kể trong chẩn đoán và điều trị. Khoảng 580 triệu người bị tăng huyết áp không biết về tình trạng của họ vì họ không bao giờ được chẩn đoán. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng hơn một nửa số người bị tăng huyết áp, tức là tổng số 720 triệu người không nhận được phương pháp điều trị mà họ cần. Một hướng dẫn mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO về điều trị dược lý bệnh tăng huyết áp ở người lớn cũng được công bố vào hôm nay, đưa ra các khuyến nghị mới nhằm giúp các quốc gia cải thiện việc quản lý bệnh tăng huyết áp. WHO cho biết bằng cách tuân theo các khuyến nghị trong hướng dẫn mới này Tăng cường và cải thiện khả năng tiếp cận thuốc huyết áp, xác định và điều trị các bệnh lý đi kèm đã có như bệnh tiểu đường và bệnh tim, thúc đẩy chế độ ăn uống lành mạnh hơn và hoạt động thể chất thường xuyên, đồng thời kiểm soát chặt chẽ hơn các sản phẩm thuốc lá, các quốc gia sẽ có khả năng cứu sống và giảm chi tiêu cho y tế công cộng. Ngành nhà hàng đang thiếu hụt người lao động trầm trọng và lương thấp, tình hình bất ổn là nguyên nhân theo người lao động đã nói. Khi các chủ nhà hàng trên khắp đất nước đăng tuyển hàng ngàn việc làm và họ cho rằng nếu chính phủ không có các khoản hỗ trợ thu nhập cho người lao động nghỉ việc ở nhà thì tình trạng thiếu lao động nghiêm trọng trong ngành công nghiệp này sẽ không xảy ra. Tuy nhiên, những người lao động đang chia sẻ một khía cạnh khác. Họ nói rằng mức lương thấp và điều kiện làm việc khắc nghiệt là những trở ngại lớn nhất đối với việc tuyển dụng nhân sự trong ngành này đại dịch đã gây ra một tác động thảm khốc đối với các nhà hàng ở Canada. Ngành công nghiệp này đã phải hứng chịu khoảng thời gian ngừng hoạt động kéo dài quá lâu, với hơn 10.000 nhà hàng đóng cửa vĩnh viễn. Điều này cũng gây thiệt hại cho người lao động. Hàng trăm ngàn nhân viên dịch vụ ăn uống đã mất việc và một số công việc sẽ hoàn toàn biến mất. Khi một số chủ nhà hàng phải vất vả tìm đủ nhân sự làm việc theo ca, thì một số ý kiến cho rằng hỗ trợ thu nhập của chính phủ đang ngăn cản một số người quay trở lại làm việc. Các nhà kinh tế cho biết có nhiều yếu tố góp phần vào cuộc khủng hoảng lao động trong ngành nhà hàng. Họ nói rằng việc tuyển dụng ồ ạt khi nền kinh tế mở cửa trở lại đã tạo ra sự cạnh tranh gay gắt cho người lao động. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi có nhiều lao động trong ngành nhà hàng thay đổi nghề nghiệp các mối quan ngại về đại dịch Covid-19 đang diễn ra, tình trạng ít lao động từ người nước ngoài hơn và các vấn đề tìm nơi giữ trẻ hoặc các hoạt động trại hè. Theo các số liệu thống kê gần đây, ông David McDonald, nhà kinh tế học cấp cao của Trung tâm Thay thế Chính sách Canada cho biết, tiền lương trong ngành nhà hàng vẫn tương đối ổn định, trong khi khối lượng công việc về vệ sinh dịch tễ cùng các biện pháp y tế và an toàn đã tăng lên. Ông McDonald cũng cho rằng các khuyến nghị về sức khỏe cộng đồng ngày càng gia tăng và làn sóng thứ tư đang xuất hiện cũng khiến hầu hết các nhà điều hành nhà hàng không thể bảo đảm giờ làm việc, nhất là vào mùa thu này. Ông cho biết thêm rằng giải pháp để tìm thêm nhân sự thường là tăng lương. Cô Chantal Como, 25 năm kinh nghiệm trong ngành nhà hàng, hiện làm đầu bếp phục vụ món ăn tại một khách sạn ở khu vực Halifax với mức lương là 14,50 đô la một giờ, Cô nói, đó thực sự là mức lương khá khủng khiếp cho khối lượng công việc và thời gian làm việc 12 giờ mỗi ngày của tôi. Nếu có ai thắc mắc tại sao lại thiếu hụt lao động, họ chỉ cần nhìn vào bản lương của nhân viên nhà hàng. Các ngân hàng Canada tiếp tục báo cáo kết quả kinh doanh với lợi nhuận của RBC tăng lên mức kỷ lục là 4,3 tỷ đô la lợi nhuận của ngân hàng Royal Bank of Canada đã tăng hơn 1 phần ba lên 3 lên 4,3 tỷ đô la trong 3 tháng tính đến cuối tháng 7. Ngân hàng này là ngân hàng lớn thứ ba của Canada công bố kết quả kinh doanh hàng quý và cũng như trường hợp của ngân hàng Montreal và Scotiabank một ngày trước đó. RBC cho biết lợi nhuận tăng không chỉ trong bộ phận ngân hàng doanh nghiệp và cá nhân, cũng như thị trường vốn, quản lý tài sản và kinh doanh bảo hiểm một yếu tố chính trong đà tăng là Royal Bank có thể giải ngân 540 triệu đô la mà họ đã dự phòng trước đó để trang trải các khoản vay nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, thì việc tăng thu các loại phí cốt lõi trong quý với số tiền thu về là hơn 4 tỷ đô la của Royal Bank cũng góp phần vào sự tăng lợi nhuận. Ngày càng có nhiều công ty thông báo yêu cầu nhân viên đi tiêm phòng COVID-19, Air Canada và Delta Airlines yêu cầu nhân viên tiêm chủng COVID-19. Air Canada hôm nay thông báo yêu cầu tất cả nhân viên của hãng hàng không và nhân viên mới thuê phải được tiêm vaccine phòng COVID-19. Thông báo đến từ hãng hàng không nội địa và quốc tế lớn nhất Canada đánh dấu đây là hãng hàng không lớn đầu tiên bắt buộc tất cả nhân viên phải tiêm vaccine. Air Canada cho biết xét nghiệm sẽ không được cung cấp như là một phương pháp để thay thế cho việc tiêm chủng bắt buộc ngoại trừ những nhân viên có lý do hợp lệ, chẳng hạn như điều kiện y tế không thể tiêm chủng, những nhân viên không tiêm chủng đầy đủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2021 sẽ dẫn đến hậu quả bao gồm cho nghỉ việc không lương hoặc cho thôi việc. Delta Airlines cũng ra thông báo yêu cầu nhân viên tiêm chủng bắt đầu từ tháng 11 công ty sẽ trừ 200 mỗi tháng vào chương trình y tế của công ty nếu nhân viên không tiêm phòng COVID-19. Một chính sách mà giám đốc điều hành hàng đầu của hãng hàng không này nói là cần thiết vì thời gian nằm viện do virus khiến cho hãng hàng không tốn trung bình khoảng 50.000 đô la. Delta Airlines cũng cho biết họ sẽ ngưng trả lương bảo vệ cho những nhân viên nào mà chưa được tiêm chủng và bị nhiễm COVID-19 kể từ ngày 30 tháng 9, và sẽ yêu cầu những công nhân chưa được tiêm phòng phải được xét nghiệm hàng tuần bắt đầu từ 12 tháng 9. Mặc dù Delta Airlines sẽ chi trả chi phí, những nhân viên này phải đeo khẩu trang trong tất cả các môi trường bên trong nội thất của công ty. United Airlines cũng ban hành yêu cầu nhân viên phải tiêm phòng bắt đầu từ ngày 27 tháng 9, nếu không sẽ bị chấm dứt hợp đồng. Do biến thể Delta hiện là chủng virus đang chiếm ưu thế, các ca nhiễm COVID-19 mới được báo cáo ở Hoa Kỳ đã tăng tới 150.000 ca mới mỗi ngày, là mức cao nhất kể từ cuối tháng Giêng. Trên toàn quốc, tốc độ gia tăng đã chậm lại, nhưng biến thể này có nguy cơ áp đảo các phòng cấp cứu ở nhiều nơi trên đất nước. Hôm thứ Ba, thống đốc Brian Kemp của tiểu bang Georgia là nơi có trụ sở chính của hãng Delta Airlines đã ra lệnh cho các thành viên của lực lượng vệ binh quốc gia tới 20 bệnh viện trên toàn tiểu bang để giúp đối phó với mức tăng đột biến trong các ca nhiễm. Canada giành cứu đúp huy chương đồng tại Thế vận hội Paralympic Tokyo Huy chương đầu tiên đến từ bộ môn đua xe đạp khi vận động viên Kiliso 27 tuổi đến từ Sakathon giành huy chương đồng trong cuộc đua cá nhân 3.000m nữ với thời gian là 3 phút 48,342 giây. Sau đó, vận động viên bơi lội Aurelia Revor đã giành được một huy chương đồng trong đợt chung kết bơi lội tự do 50m nữ với thời gian là 28,11 giây. Quý vị đang theo dõi bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel được thực hiện bởi Culture Magazine, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo ngay cây bên. Để ủng hộ cho chương trình này, xin quý vị bấm like và share cho nhiều người quen. Tiếp theo sau đây, chúng tôi xin điểm qua một số tin tức thế giới đáng chú ý qua các điểm sau đây. Các nhà nghiên cứu Anh cho biết khả năng bảo vệ của vắc xin Covid sẽ mất dần trong vòng 6 tháng. Các nước phương Tây chạy đua để hoàn thành công tác sơ tán tại Afghanistan. Các chuyên gia trong nhóm của WHO cho biết việc tìm kiếm nguồn gốc Covid-19 đã bị đình trệ. Phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris khởi động chuyến thăm Việt Nam bằng cách chỉ ra các chiến thuật bắt nạt của Trung Quốc mở văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội và tặng 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam. Con tàu chở hàng không người lái, không khí thải đầu tiên trên thế giới sẽ ra khơi ở Na Uy. Sau đây là bản tin chi tiết. Công ty Johnson Johnson cho biết mũi tiêm tăng cường của vaccine Johnson Johnson thúc đẩy phản ứng miễn dịch gia tăng đáng kể. Vào thứ Tư, nhà sản xuất phát sinh cho biết các liều tăng cường của loại phát sinh tiêm một liều Johnson Johnson có tên gọi là Janssen đã tạo ra một lượng kháng thể tăng đột biến giúp hệ thống miễn dịch bảo vệ cơ thể chống lại việc lây nhiễm. Theo báo cáo của Johnson Johnson, thì số lượng kháng thể sẽ tăng gấp 9 lần ở những người được tiêm bổ sung từ 6 đến 8 tháng sau lần tiêm liều Johnson Johnson đầu tiên cao hơn so với những người chỉ tiêm một liều trong khoảng thời gian sau 28 ngày. Johnson Johnson đang thảo luận với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các cơ quan y tế khác về nhu cầu cung cấp liều tăng cường của xin Johnson các nhân viên chính phủ liên bang Hoa Kỳ đang chuẩn bị tiêm bổ sung cho những người đã tiêm vaccine COVID-19 của Moderna và Pfizer. Vaccine Janssen được phê duyệt vào cuối tháng 2, hơn 2 tháng sau khi vaccine của Moderna và Pfizer được phê duyệt. Theo CDC, có khoảng 14 triệu người dân Hoa Kỳ đã được tiêm vaccine của Johnson Johnson. Cả hai nghiên cứu được Johnson Johnson thực hiện đều chưa được xét nghiệm hiệu quả thực tế vì vậy, công ty đã không đưa ra khẳng định rằng những người tiêm vaccine tăng cường sẽ ít bị lây nhiễm hoặc ít bị nhiễm bệnh nặng hơn. Nhưng các nhà nghiên cứu đồng ý rằng mức độ kháng thể sẽ cho thấy khả năng bảo vệ của hệ miễn dịch. Vaccine Janssen của Johnson Johnson được sản xuất khác với vaccine của Pfizer và Moderna, vốn sử dụng công nghệ mRNA. Vaccine Jensen sử dụng một loại virus cảm lạnh thông thường vô hại được gọi là adenovirus để thực hiện các hướng dẫn quan trọng đến các tế bào. Các nhà nghiên cứu Anh cho biết khả năng bảo vệ của vaccine COVID sẽ mất dần trong vòng 6 tháng. Theo các nhà nghiên cứu ở Anh, thì khả năng bảo vệ ngăn ngừa COVID-19 được cung cấp bởi hai liều vaccine Pfizer và AstraZeneca bắt đầu mất dần trong vòng 6 tháng và họ nhấn mạnh có nhu cầu cần tiêm thêm liều bổ sung. Sau 5 đến 6 tháng sau lần tiêm thứ hai, hiệu quả của vắc xin Pfizer trong việc ngăn ngừa nhiễm COVID-19 giảm từ 88% xuống còn 74%. Đối với AstraZeneca, hiệu quả giảm từ 77% xuống còn 67% sau 4 đến 5 tháng. Các tác giả nghiên cứu cho biết cần có thêm dữ liệu ở những người trẻ tuổi. Những người tham gia đã tiêm phòng cách đây 6 tháng có xu hướng thuộc nhóm người lớn tuổi hơn. Trong trường hợp xấu nhất trong tương lai thì khả năng bảo vệ có thể giảm xuống dưới 50% đối với người lớn tuổi và nhân viên y tế vào mùa đông. Anh quốc và các quốc gia châu Âu khác đang lên kế hoạch cho một chiến dịch tiêm vaccine bổ sung vào cuối năm nay sau khi các cố vấn sinh hàng đầu cho biết có thể cần phải tiêm mũi thứ ba cho những người cao tuổi và những người có nguy cơ cao từ tháng 9. thưa quý vị các quốc gia phương tây đã vội vã di tản người dân ra khỏi afghanistan vào thứ tư khi còn chưa đầy một tuần nữa là tất cả quân đội nước ngoài rời đi thừa nhận rằng nhiều người afghanistan đã giúp đỡ họ sẽ bị bỏ lại với một số phận bất định dưới thời taliban mặc dù cuộc không vận sẽ kéo dài đến thứ ba nhưng quân đội hoa kỳ cho biết họ sẽ chuyển trọng tâm trong hai ngày cuối cùng từ hỗ trợ dân thường sang di tản quân đội của chính mình Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh rút toàn bộ quân đội vào cuối tháng, khiến các đồng minh châu Âu yêu cầu có thêm thời gian để đưa những người đã giúp đỡ các nước NATO trong 20 năm chiến tranh đến nơi an toàn. Trong 10 ngày kể từ khi Taliban tràn vào Kabul, Mỹ và các đồng minh đã đưa hơn 88.000 người ra khỏi Afghanistan, trong đó thì có 19.000 người trong 24 giờ qua. Quân đội Mỹ cho biết các máy bay cất cánh mỗi 39 phút một lần. Các cơ quan cứu trợ cảnh báo về một cuộc khủng hoảng nhân đạo sắp xảy ra đối với những người bị bỏ lại. Một số đồng minh châu Âu đã thừa nhận rằng họ không còn thời gian để giải cứu tất cả hàng ngàn người Afghanistan đã giúp đỡ lực lượng cũng như các nỗ lực ngoại giao và viện trợ của họ. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết thời hạn di tản người dân sẽ lên đến phút cuối cùng của tháng 8. Pháp sẽ thúc đẩy việc di tản càng lâu càng tốt, nhưng có khả năng sẽ kết thúc trong vài giờ hoặc vài ngày tới. Thủ tướng Angela Merkel cho biết Đức sẽ cố gắng giúp đỡ người dân Afghanistan ngay cả khi hết thời hạn. Và liên quan đến dịch bệnh Covid-19, các chuyên gia trong nhóm của WHO cho biết việc tìm kiếm nguồn gốc Covid-19 đã bị đình trệ. Các nhà khoa học quốc tế được Tổ chức Y tế Thế giới WHO cử tới Trung Quốc để tìm ra nguồn gốc của coronavirus cho biết cuộc tìm kiếm đã bị đình trệ và cảnh báo rằng cơ hội để tìm ra bí ẩn đang đóng lại nhanh chóng. Trong khi đó, một đánh giá tình báo của Hoa Kỳ do tổng thống Joe Biden yêu cầu đã chứng minh không có kết luận về nguồn gốc của virus, bao gồm cả việc nó nhảy từ động vật sang người hay thoát khỏi phòng thí nghiệm của Trung Quốc. Trong một bài bình luận được đăng trên tạp chí Nature, các chuyên gia do WHO tuyển dụng cho biết, cuộc điều tra về nguồn gốc đang ở thời điểm quan trọng, đòi hỏi sự hợp tác khẩn cấp, nhưng thay vào đó đã đi vào bế tắc. Họ lưu ý trong số các vấn đề, đó là các quan chức Trung Quốc vẫn miễn cưỡng chia sẻ một số dữ liệu thô với lý do là lo ngại về tính bảo mật của bệnh nhân. Hôm thứ Tư, thì Trung Quốc cho biết các quan chức nên tập trung vào các con đường khả thi khác có thể giúp truy tìm nguồn gốc của COVID-19 và đề xuất rằng các nghiên cứu nên được theo đuổi ở các nước khác. Phu Con là tổng giám đốc Bộ Ngoại giao Trung Quốc đồng ý rằng việc tìm kiếm nguồn gốc của COVID-19 đã bị đình trệ, nhưng nói rằng đó không phải là lỗi của Trung Quốc. Ông nói, Trung Quốc luôn ủng hộ và sẽ tiếp tục tham gia vào các nỗ lực truy tìm nguồn gốc dựa trên cơ sở khoa học. Ông cáo buộc Hoa Kỳ thổi phòng lý thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm và cố gắng đổ lỗi cho Trung Quốc, đồng thời ám chỉ rằng coronavirus có thể liên quan đến các phòng nghiên cứu cấp cao của Mỹ và cho rằng Hoa Kỳ mời WHO đến điều tra sự sắp đặt của họ. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã tới thăm Việt Nam và chỉ ra chiến thuật bắt nạt của Trung Quốc, hứa hẹn mở văn phòng CDC Đông Nam Á tại Hà Nội và tặng 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam. Cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trở nên nổi bật khi Phó Tổng thống Kamala Harris bắt đầu chặn thứ hai trong chuyến thăm chính thức Đông Nam Á tại Việt Nam. Phó Tổng thống Harris nói với các quan chức Việt Nam tại thủ đô Hà Nội hôm thứ Tư rằng cần phải gây áp lực với Bắc Kinh về các hành động của họ ở Biển Đông. Việt Nam là một nước phản đối mạnh mẽ các yêu sách lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc trên tuyến đường thủy chiến lược. Bà nói: "Chúng ta cần phải tìm cách gây áp lực và gia tăng sức ép đối với Bắc Kinh để họ tuân thủ công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển và thách thức các hành vi bắt nạt và yêu sách hàng hải quá mức." Biển Đông là tuyến đường thủy giao tài nguyên, tuyến vận tải thương mại quan trọng nơi hàng ngàn tỷ đô la thương mại thế giới đi qua mỗi năm. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ vùng biển. Trong khi đó, thì một số quốc gia ở Đông Nam Á bao gồm Việt Nam, Malaysia và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền nhiều phần của vùng này. Cùng ngày, Phó Tổng thống đã ra mắt văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ tại Hà Nội trong một buổi lễ có Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Giám đốc CDC Hoa Kỳ và các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Y tế từ 11 quốc gia. Văn phòng khu vực mới này sẽ làm tăng cường khả năng của CDC trong việc đáp ứng sứ mệnh bảo vệ người Mỹ và người dân trong khu vực bằng cách phản ứng nhanh hơn với các mối đe dọa về sức khỏe ở bất kỳ nơi nào. Ngoài ra, Hoa Kỳ sẽ tặng thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer cho Việt Nam, nâng tổng số viện trợ vaccine cho Việt Nam lên 6 triệu liều theo đó thì số vaccine này sẽ được chuyển tới Việt Nam trong vòng 24 giờ tới. Theo dữ liệu Nhà Trắng công bố hồi đầu tháng thì Việt Nam là một trong 10 quốc gia nhận nhiều vaccine nhất trong chương trình COVAX. Cùng ngày 25 tháng 8 tại trụ sở Ngoại giao đã diễn ra lễ tiếp nhận tượng trưng 300.000 liều vaccine AstraZeneca ngừa Covid-19 do chính phủ Romania gửi tặng Việt Nam. Romania là một trong những nước thành viên Liên minh Châu Âu đầu tiên quyết định tặng vaccine cho Việt Nam. Đại sứ Romania cũng khẳng định, người dân và chính phủ Romania luôn ghi nhớ những hỗ trợ quý báu về khẩu trang, vật tư y tế mà chính phủ, các tổ chức, hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam tại Romania đã dành cho Romania trong giai đoạn đầu của dịch bệnh. Romania sẽ tiếp tục sát cánh với Việt Nam trong cuộc chiến đấu cam go này và tin tưởng chắc chắn rằng Việt Nam sẽ sớm kiểm soát và đẩy lùi dịch Covid-19. Tính đến hết ngày 25 tháng 8 tại Việt Nam, trên cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 ghi nhận có 18.090.991 người dân đã được tiêm vắc xin phòng ngừa COVID-19. Tàu chở hàng không người lái không khí thải đầu tiên trên thế giới sẽ ra khơi ở Na Uy. Một công ty Na Uy đã tạo ra con tàu chở hàng tự lái không phát thải đầu tiên trên thế giới nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì con tàu sẽ thực hiện hành trình đầu tiên giữa hai thị trấn của na uy trước cuối năm nay mà không có thủy thủ đoàn nào trên tàu thay vào đó các chuyển động của tàu sẽ được giám sát từ ba trung tâm kiểm soát dữ liệu trên bờ đây không phải là con tàu tự lái đầu tiên nhưng nó là con tàu container chạy bằng điện hoàn toàn đầu tiên được phát triển bởi công ty hóa chất yara international Chiếc tàu Yara Berlin được thiết kế để giảm lượng khí thải oxit nitơ là chất ô nhiễm độc hại và là khí nhà kính và carbon dioxide cũng như vận chuyển hàng hóa từ đường bộ ra biển. Theo tổ chức hàng hải quốc tế thì ngành vận tải biển hiện chiếm tới 2,5% đến 3% lượng khí thải gây ra hiệu ứng nhà kính toàn cầu. Ngoài việc lựa chọn xanh hơn so với các tàu chở hàng thông thường thì vận hành sẽ tiết kiệm chi phí hơn vì tàu không cần người lái. Ban đầu, việc xếp và dỡ tàu sẽ cần đến con người, nhưng tất cả các hoạt động xếp, dỡ và neo đậu bao gồm cả việc cập và dỡ hàng trên tàu cuối cùng cũng sẽ hoạt động bằng công nghệ tự hành. Điều đó sẽ bao gồm phát triển các trục tự hành và phương tiện đặt container lên tàu. và sau đây là một số cập nhật tình hình covid-19 tại Việt Nam và trên thế giới Bộ Y tế Việt Nam tối ngày 25 tháng 8 cho biết trong 24 giờ qua trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid-19 ghi nhận có thêm 12.096 ca nhiễm mới trong đó có 3 ca nhập cảnh và 12.093 ca ghi nhận trong nước tại 36 tỉnh và thành phố các ca nhiễm mới được ghi nhận chủ yếu là tại Sài Gòn có 5.294 ca, Bình Dương 4.129 ca, Đồng Nai 618 ca, Long An 460 ca, Tiền Giang 319 ca, Đà Nẵng 162 ca, Khánh Hòa 150 ca, Tây Ninh 119 ca và Bình Thuận 106 ca. Như vậy, kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam đã có 381.363 ca nhiễm được ghi nhận, đứng thứ 66 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong ngày cũng có 7.646 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca đã được hồi phục lên 169.921 người. Hiện có 749 bệnh nhân nặng đang điều trị chăm sóc tích cực ICU và 27 bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO, thiết bị hỗ trợ sự sống. Trên hệ thống thông tin điều trị bệnh nhân COVID-19 cũng ghi nhận 335 ca tử vong, nâng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến hết ngày 25 tháng 8 là 9.349 người, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc. Nhật Bản đã mở rộng tình trạng khẩn cấp về coronavirus trong tuần thứ hai liên tiếp, thêm vào 8 tỉnh nữa do sự gia tăng của biến thể Delta làm quá tải hệ thống y tế của nước này. Tuần trước thì chính phủ đã gia hạn tình trạng khẩn cấp cho đến ngày 12 tháng 9 và mở rộng các khu vực trong tình trạng này lên 13 quận, tăng từ 6 quận bao gồm cả Tokyo với 4 quận mới được thêm vào tình trạng bán khẩn cấp riêng biệt. 33 trong số 47 quận của Nhật Bản hiện đang áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Tính đến thứ tư, hơn 213,6 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được báo cáo trên toàn thế giới số người tử vong trên toàn cầu do covid-19 là hơn 4,4 triệu người. ở trung đông, lượng tiêm chủng covid-19 ở afghanistan đã giảm 80%. Cơ quan liên hợp quốc unicef cho biết. đồng thời cảnh báo rằng một nửa số liều được giao cho nước này cho đến nay là gần hết hạn sử dụng. một nghiên cứu từ Israel cho biết những người mắc covid-19 mang nguy cơ viêm tim cao hơn nhiều so với những người tiêm vaccine pfizer. Các nhà nghiên cứu ở Tel Aviv ước tính cứ mỗi 100.000 người đã được tiêm vaccine Pfizer thì có 3 trường hợp bị viêm tim. Nhưng nguy cơ mắc bệnh viêm tim là 11 người trên mỗi 100.000 người đối với những người đã bị nhiễm virus. Các phát hiện đã được công bố hôm thứ Tư trên tạp chí Y học New England. Các báo cáo trước đây đã liên kết vaccine Pfizer và Moderna với chứng viêm cơ tim. Vấn đề chủ yếu gặp ở nam thanh thiếu niên và nam thanh niên, những người này thường bị đau ngực vài ngày sau khi tiêm chủng. Hàn Quốc đã báo cáo 2.155 ca nhiễm coronavirus mới gần với mức tăng kỷ lục hàng ngày được thiết lập vào đầu tháng này. Trong khi đó, ở châu Phi, Nigeria đã phê duyệt sử dụng vaccine Sinopharm của Trung Quốc. Cập nhật nhanh về đồng đô la, giá giàu, giá vàng và tỷ giá hối đoái Hôm nay một đồng Canada bằng 0,7918 Mỹ Kim và bằng 0,6 và bằng 0,6762 Euro. Một Canada bằng 18.059.389 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 64 đồng 49 Mỹ Kim một thùng và giá dầu Brent là 68 đồng 23 Mỹ Kim một thùng. Giá vàng giao ngay ở mức 1.787.55 Mỹ Kim một ounce. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin ngày 26 tháng 8 do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để đón xem những video tiếp theo. Đừng quên bấm like và chia sẻ để giúp cho chương trình này được phát triển hơn. Culture Magazine có các video tin tức cập nhật hàng ngày và cũng có các video về văn hóa, du lịch, ẩm thực, sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời quý vị đón theo dõi. Và sau cùng, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt. Chính phủ Ontario đã chuẩn bị nhiều thuốc ngừa coronavirus cho mọi người dân trong tỉnh. Bộ Y tế Canada đã phê duyệt nhiều loại vaccine để tiêm chủng tại bệnh viện, phòng mạch bác sĩ, các địa điểm tiêm phòng đại trà để có thể tiêm chủng cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Hãy cố gắng và nỗ lực đi tiêm phòng đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể. Đặt hẹn tiêm chủng tại trang mạng Ontario.ca gạch chéo bút vaccine hoặc gọi số điện thoại 1 999 6488 Đường dây có hơn 300 ngôn ngữ để phục vụ quý vị. Một lời nhắn từ chính phủ Ontario.